Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc cân sức khỏe đo các chỉ số của cơ thể. Đây là chiếc cân của hãng Lock & Lock, có mã là NC516. Với chiếc cân này thì các bạn có thể đo được và lưu lại chỉ số cơ thể của 12 người dùng. Các chỉ số đo được bao gồm chỉ số HRAS, tỷ lệ cơ, tỷ lệ xương, tỷ lệ trao đổi chất và tỷ lệ mỡ. Chúng ta sẽ có phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đây là chiếc cân Lock & Lock NC516 với bề mặt là kính và hai bên cạnh là các viền kim loại để gắn các cảm biến đo chỉ số cơ thể. Đây là chiếc cân điện tử có màn hình nền phát sáng được, tức là các bạn có thể sử dụng khi trời tối. Các cái phím điều khiển ở bên cạnh phải. Chiếc cân này sử dụng hai viên pin đũa. Đây có một cái nút là nút điều chỉnh đơn vị. Các bạn sẽ gắn pin vào đây để sử dụng. Đây là màn hình LCD phát sáng. Chúng ta bấm nút menu để điều chỉnh cái người dùng. Ví dụ đây là chúng ta có thể chọn được người dùng số 1, điều chỉnh giới tính, điều chỉnh được chiều cao và điều chỉnh cả lứa tuổi. Nó sẽ dựa vào những thông số này để tính toán phù hợp với các thông số bạn nhập. Và trọng lượng thì nó sẽ tự cân rồi. Bạn đặt lên trên sàn và dẫm lên cân. Lưu ý là cái sàn này phải là sàn phẳng và cứng nhá. Các bạn đặt trên sàn mềm nó sẽ không chính xác đâu. Vợ tôi là được 71,6 cân. Và để đo được các chỉ số cơ thể thì tốt nhất bạn sẽ phải tháo tất ra. Sau khi đo cân nặng thì nó sẽ bắt đầu đo các chỉ số của cơ thể. Đây các bạn thấy nó đang đo này. Và chúng ta sẽ đo được một số chỉ số cơ thể. Nó sẽ hiện ra lần lượt ở đây. Gồm có chỉ số HRAS, tỷ lệ cơ, tỷ lệ xương, tỷ lệ trao đổi chất và tỷ lệ mỡ. Thì các bạn sẽ xem các thông số chi tiết này trong tờ hướng dẫn sử dụng để nhớ rõ hơn. Và nó sẽ lưu lại ở người dùng số 1. Chúng ta sẽ có 12 người dùng. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc cân điện tử của hãng Lock & Lock, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.